chương 53 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem chúng ta cũng chẳng coi người ra gì thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh và đập và làm cho khốn khổ nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết vì sự gian ác chúng ta mà bị thương bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an bởi lằn roi người Chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì có tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dân mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên, ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội.